Nếu FIFA trao quyền nâng cao World Cup 2022 là một quốc gia nào khác chứ không phải Qatar, thì có lẽ giờ này những người hâm mộ làng túc cầu như chúng ta đã được sống trong thời khắc của niềm đam mê bóng đá 4 năm mới có một lần trong những trận cầu đầy sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, điều ấy đã không thể xảy ra khi Qatar là nước chủ nhà của World Cup 2022, dẫn đến việc giải đấu này buộc phải chờ đợi đến cuối năm. Nhưng dù sao đi nữa, rõ ràng World Cup lần này vẫn là một giải đấu vô cùng được chờ đợi. Và hôm nay, hãy cùng cả bóng đá điểm mặt 32 anh tài sẽ góp mặt tại World Cup 2022. Đầu tiên, trong bất cứ vòng chung kết World Cup nào, chúng ta không thể không nhắc đến đội chủ nhà. Từ trước đến nay, việc đánh giá phong độ của các nước chủ nhà, những đội không phải thi đấu ở vòng loại là một điều tương đối khó khăn. Tính đến thời điểm hiện tại, cũng chỉ có mỗi Nam Phi là chủ nhà World Cup không thể vượt qua được vòng đấu bảng. Với Qatar năm nay, chủ thất bại nặng nề của đội tuyển quốc gia nước này trước Bồ Đào Nha, Ireland và Serbia giai đoạn cuối năm 2021 là tín hiệu không mấy khả quan cho nước chủ nhà World Cup 2022. Ecuador, đội có lần thứ tư lọt vào World Cup, mặc dù đã thua tới 6 trong số 18 trận vòng loại, cũng không phải là đội tuyển được kỳ vọng sẽ tạo nên quá nhiều bất ngờ. Đội tuyển được đánh giá cao nhất khi nằm cùng bảng Nga với chủ nhà Qatar chính là Hà Lan. Trong những năm gần đây, bóng đá xứ sở hoa tulip đã hồi sinh trở lại với sự lèo lại của Ronald Koeman và hiện tại là Louis van Gaal, cùng với một lứa thế hệ vàng đầy tài năng như Van Dijk, De Jong, De Ligt, De Beek, Memphis hay Bervai. Với tất cả những nhân tố đó, Hà Lan được nhận định là một trong những ông lớn có thể tiến sâu tới kỳ World Cup này. Senegal là một đội bóng được tổ chức tốt và giàu thế lực mới vừa lên ngôi tại AFCON. Nhược điểm của đoàn quân huấn luyện viên Aliou Cissé là họ chưa hoàn thiện trong khả năng dứt điểm. Chỉ cần cải thiện điều này, cả Senegal và Hà Lan chắc chắn là hai ứng cử viên hàng đầu cho hai tấm vé đi tiếp tại bảng Nga. Bảng B, có lẽ Anh chỉ là đội bóng được đánh giá cao nhất trong bảng đấu với sự góp mặt của Mỹ, Iran và Wales. Với việc từng vào đến bán kết World Cup 2018, chung kết Euro 2020 và đang sở hữu lứa thế hệ cầu thủ đầy tài năng như hiện tại, Anh rất có thể sẽ làm nên chuyện một khi họ thể hiện được đúng khả năng của mình. Wales có lẽ là đội tuyển tạo nên được bất ngờ khi góp mặt tại World Cup lần này sau 64 năm. Nên nhớ, ngay cả nhà vô địch châu Âu như Ý hay một cái tên thường xuyên góp mặt là Shaq cũng không thể giành tấm vé đến Qatar. Chính vì lẽ đó, sự góp mặt của Gareth Bale cùng các đồng đội được giới mô điệu tương đối bất ngờ. Dù tạo ra sự bất ngờ khi góp mặt tại World Cup lần này, nhưng Wales hoàn toàn có thể cùng với Mỹ tạo ra một cuộc cạnh tranh sòng phẳng cho tấm vé còn lại để qua vòng bảng. Trong khi đó, Iran dù là ông lớn của bóng đá châu Á, nhưng trong một bảng đấu có quá nhiều đối thủ đẳng cấp như Anh, Wales hay Mỹ, đại diện châu Á khó có thể tạo nên kỳ tích. Tại bảng C, rõ ràng mọi ánh mắt sẽ được hướng về nhà đương kim vô địch Nam Mỹ Argentina khi họ nằm cùng bảng đấu với Ả Rập Saudi, Ba Lan và Mexico. Messi cùng các đồng đội sẽ có cơ hội chạm trán với người thầy cũ Gerardo Martino, người đã đưa Mexico đến Qatar lần này. Ngoài ra, Ba Lan cũng được xem là thách thức không nhỏ với đầu tàu Robert Lewandowski, một cỗ máy ghi bàn chính hiệu. Đại diện cho châu Á là Ả Rập Saudi cũng chỉ để thủng lưới một bàn duy nhất trong 10 trận vòng bảng thứ ba của họ và sẽ là thách thức khó vượt qua với những Argentina và Ba Lan. Argentina hiện tại có đến 33 trận bất bại và cũng mới vừa đánh bại Ý để lên ngôi vô địch ở trận chung kết Finalissima. Thậm chí, Messi đang trở thành một cầu thủ siêu đẳng trong mùa áo đội tuyển Argentina hơn cả trong mùa áo PSG. Nhiều người hâm mộ Argentina đang mơ mộng rằng với những gì đã thể hiện, đội tuyển của họ hoàn toàn có thể đi sâu vào World Cup lần này và xa hơn là chạm tay vào chiếc vô địch thế giới, thứ mà Messi đã từng bỏ lỡ vào năm 2014. Đến với Pháp, đây chắc chắn là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch năm nay. Pháp sẽ nằm cùng bảng D với Đan Mạch, Tunisia và Úc. Có một yếu tố tâm linh đang chống lại Pháp, chính là việc các nhà đương kim vô địch World Cup những năm gần đây đều sớm những bước ngay tại vòng bảng giải đấu sau đó. Bỏ qua điều này, Pháp đang sở hữu một đội hình gồm những ngôi sao sáng giá nhất thế giới. Tuy nhiên, vì những thống kê trong quá khứ, thầy trò Didier Deschamps vẫn phải dè chừng với những đối thủ còn lại, đặc biệt là Đan Mạch, đội đã góp mặt ở bán kết Euro 2020. Hai đại diện còn lại của bảng D là Tunisia và Úc đều không được đánh giá cao so với hai đại diện của châu Âu. Cơ hội để hai đội bóng này vượt qua Pháp hoặc Đan Mạch để giành tấm vé đi tiếp là không cao. Tại bảng E, đây được xem là bảng đấu tử thần của World Cup khi có sự xuất hiện của hai gã khổng lồ bóng đá châu Âu là Tây Ban Nha và Đức. Sau hai kỳ World Cup không thành công, Tây Ban Nha của Luis Enrique đã dần trở lại mạnh mẽ, minh chứng là thành tích tốt tại Euro 2020 của họ khi vào đến bán kết trước khi thất bại trận chung kết trước nhà vô địch Ý. Còn với Đức,
họ đang khao khát trở lại sau kỳ World Cup 2018 để thất vọng. Kể từ khi Hansi Flick lên nắm quyền thay cho Joachim Löw, Team Sharp đang thi đấu rất ấn tượng. Đức và Tây Ban Nha có lẽ sẽ vấp phải sự cạnh tranh lớn từ Nhật Bản, ông lớn của bóng đá châu Á. Đội bóng đang sở hữu rất nhiều ngôi sao chinh chiến ở châu Âu. Cái tên cuối cùng có mặt trong bảng đấu này là Costa Rica. Đội bóng đã đánh bại New Zealand trong loạt trận playoff để giành vé đến Qatar. Mặc dù vậy, rất khó để Nhật Bản và Costa Rica có thể giành hai tấm vé đi tiếp của hai đại diện châu Âu. Thế hệ vàng của Bỉ có lẽ đã bước sang những năm tháng đỉnh cao khi so với chính họ tại World Cup 2014 và 2018. Nhưng đừng vì vậy mà đánh giá thấp Quỷ Đỏ, bởi họ dễ dàng vượt qua vòng loại với thành tích bất bại. Hàng thủ có lẽ là nhược điểm của Bỉ vào lúc này, Christian Vertonghen hay Toby Alderweireld sẽ có độ tuổi tổng cộng là 69 tại kỳ World Cup tới. Bên cạnh Bỉ, Croatia cũng được hướng lợi từ một bảng đấu tương đối dễ dàng. Dù không còn quá mạnh như cách đây 4 năm, thế nhưng đương kim Á quân vẫn chỉ thấy mối nguy hiểm với lão tướng Luka Modric vẫn luôn duy trì được phong độ cao. Hai cái tên còn lại, Canada và Maroc không được đánh giá cao, nhưng là những ẩn số hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ. Canada đã trình diễn bộ mặt vô cùng ấn tượng ở vòng loại World Cup khu vực Bắc Mỹ bên ngôi Nhật Bản. Và đây cũng là lần đầu tiên sau 36 năm, kể từ World Cup 1986, Canada mới trở lại đấu trường lớn nhất thế giới, với sức trẻ của những Jonathan David, Alphonso Davies. Trong khi đó, Maroc cũng sở hữu những ngôi sao ấn tượng và sẵn sàng tạo nên bất ngờ ở Qatar. Dù vậy nhìn chung, khoảng cách giữa Bỉ và Croatia vẫn là quá xa so với Canada và Maroc. Chuyển sang bảng G, Brazil có lẽ đã được xếp vào một bảng đấu tương đối dễ thở với Serbia, Thụy Sĩ và Cameroon. Có lẽ sẽ không khó để một ứng cử viên vô địch như Seleção qua được vòng đấu bảng khi họ đã duy trì thành tích bất bại tại chiến dịch vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Tuy nhiên, thất bại ở tứ kết World Cup 2018 trước Bỉ là một lời nhắc nhở nếu Brazil vẫn quá phụ thuộc vào Neymar hay Vinicius. Thụy Sĩ, đội bóng đã gián tiếp loại Ý khỏi vòng chung kết World Cup kỳ này, đã được đánh giá khá cao ở khả năng thi đấu kỷ luật, nhưng họ vẫn phụ thuộc quá nhiều vào khả năng tỏa sáng của Gabriel Embolo trên mặt trận tấn công. Một đại diện khác của châu Âu là Serbia có mặt trong bảng đấu này, đang sở hữu bộ ba tấn công cực kỳ nguy hiểm là Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic và Luka Jovic. Trong khi đó, đại diện từ châu Phi Cameroon cũng được xem là một ẩn số. Họ sẵn sàng cạnh tranh cùng Thụy Sĩ và Serbia và Brazil để giành vé vào vòng knockout. Bảng đấu cuối cùng, nơi có Bồ Đào Nha, Uruguay, Hàn Quốc và Ghana. Một bảng đấu hết sức thú vị với sự góp mặt của 4 đại diện cho 4 châu lục khác nhau. Rõ ràng Bồ Đào Nha là đội được đánh giá cao nhất. Seleção dù phải đến Qatar bằng một tấm vé vớt, nhưng sức mạnh của họ là không cần phải bàn cãi. Bằng sự khao khát chinh phục của Ronaldo cùng với một thế hệ cầu thủ đầy tài năng, Bồ Đào Nha vẫn được xem là một trong những ứng cử viên vô địch giải đấu. Cái tên đáng chú ý tiếp theo là Uruguay. Đội bóng đang hồi sinh với mạch 4 trận toàn thắng sau sự xuất hiện của huấn luyện viên Diego Alonso thay thế cho lão tướng Oscar Tabarez, người đã chấm dứt 15 năm dẫn dắt đội tuyển Nam Mỹ này. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng đã qua vòng loại một cách thuyết phục dưới thời cựu huấn luyện viên Bồ Đào Nha Paulo Bento khi đã thắng 7 và hòa 2 sau 10 trận đá đấu. Cuối cùng là Ghana, đội bóng có thể thi đấu kém cỏ tại AFCON 2021 nhưng có một hành trình thuyết phục tại vòng loại World Cup và đánh bại Nigeria trong trận playoff. Mặc dù vậy, giới chuyên môn vẫn tin rằng nếu chờ đúng khả năng, những ngôi sao trong đội hình của Bồ Đào Nha và Uruguay hoàn toàn nắm trong tay hai tấm vé đi tiếp của bảng đấu. Nhìn chung, World Cup 2022 vẫn sẽ là sân chơi để các đại diện từ châu Âu và Nam Mỹ tỏa sáng. Pháp, Đức, Brazil, Argentina, Tây Ban Nha, Anh, Bồ Đào Nha đều được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch. Trong khi đó, Hàn Quốc và Nhật Bản được kỳ vọng sẽ là đại diện làm nên chuyện cho nền bóng đá châu Á. Tuy nhiên, khi các đại diện châu Á bị xếp vào những bảng đấu khó nhằn tại World Cup lần này, có lẽ sẽ khó để những đội tuyển của AFC giành được tấm vé vào vòng trong. Wales, Đan Mạch, Thụy Sĩ hoàn toàn có thể trở thành ngựa ô của giải đấu, bởi những đội tuyển này đã thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng trong thời gian qua. Và đừng bất ngờ nếu những ông lớn gặp phải thách thức thực sự, hoặc thậm chí sẽ phải xách vali về rất sớm trước những đối thủ kể trên. Trên đây là đánh giá sơ bộ về 32 anh tài sẽ góp mặt tại World Cup 2022. Dù phải còn đến 5 tháng nữa, kỳ World Cup này mới chính thức khởi tranh, nhưng có lẽ ngay từ thời điểm này, sức nóng của nó đã bắt đầu lan tỏa. Mặc cho đây là lần đầu tiên trong lịch sử, giải bóng đá danh giá nhất hành tinh diễn ra vào mùa đông.